Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 181 m². Trên thửa đất căn nhà phường có 100 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra quốc lộ 1A khoảng 800 m. Con đường này bê tông khoảng 3 m nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, rất là thoải mái. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này em thấy ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua đi ở và anh chị nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Long Định, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng cách khoảng 2 km. Trước phần đất căn nhà thì mình có một con kênh nha anh chị. Kênh này thì rộng khoảng 4 m và cũng liên thông ra sông Nguyễn Tấn Thành và thuận tiện để cho anh chị, cô chú mình lấy nước nè và mình tắt nước và tưới tiêu rất là thích hợp nha. Còn hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa khoảng 150 m nha anh chị. Mình rẽ phải cũng liên thông ra quốc lộ 1A khoảng 800 m. Xung quanh đất căn nhà thì gia chủ đều cắm trụ và xây gạo hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị, cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Nói về thì anh chị, cô chú mình có thể làm một cái nhà mát ở cặp kênh này nè. Ở chiều chiều thì anh chị mình ra đây mình câu cá để giải trí cũng được anh chị. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 5 m rưỡi và có chiều dài là 33. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 1 m nha anh chị. Và phía trên đó thì hàng sắt gạo B40. Cửa cổng thì gia chủ cũng ốp gạch đá rất là đẹp luôn anh chị. Cửa cổng thì gia chủ sử dụng là cửa sắt. Ở đây điện, nước, wifi thì gia chủ cũng vô sẵn luôn. Nhà thì gia chủ chỉ tô bên ngoài thôi anh chị và bên trong. Dưới nền thì lót gạch. Phía trước thì gia chủ có chừa một khoảng không gian sân còn rất là trống. Ở về thì anh chị có thể làm một cái máy tiền chế ra. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu ô tô nè và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha. Để em di chuyển vào trong để anh chị, cô chú mình xem tham quan căn nhà của mình ha. Phía trước thì gia chủ có trồng một số kiểng anh chị như là mai vàng, bông lưỡi hổ và hoa 10 giờ. Đây thì có thiết kế một cánh cửa sổ bên ngoài. Nền thì gia chủ chỉ đổ bê tông thôi anh chị. Cửa thì cửa sinh pha, bên trong thì lồng kiến. Những đầu trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ đem đi nha anh chị. Khu vực này là không gian phòng thờ.
Ở bên đây thì mình có một bức tranh rất là đẹp luôn anh chị. Bên hông thì cũng thiết kế một cánh cửa sổ bên ngoài nha anh chị. Nhà thì có hai phòng ngủ anh chị. Nhà này thì về anh chị mình trang trí rất là đẹp luôn anh chị. Bên hông thì thiết kế rất là nhiều cửa sổ nha, nên căn nhà của mình rất là thoáng luôn. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Bên trong thì cũng lót gạch nha anh chị, tường thì tô, trần thì đóng la phong, cửa phòng thì cửa nhôm. Còn bên đây là căn phòng thứ hai cũng như căn phòng đầu tiên anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp, nhà vệ sinh. Ở đây thì điện nước gia chủ thì cũng đã vô sẵn rồi nha anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng đông bắc anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về khoảng 11 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây anh chị di chuyển về là 65 km là anh chị tới nha. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp anh chị với giá là 720 triệu. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Còn khu vực này là nhà vệ sinh nha anh chị. Ở bên trong thì cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1,6 m. Cửa thì sử dụng là cửa nhôm. Còn khu vực này là phía sau. Phía sau thì chủ cũng làm một cái máy tiền chế ga phía sau. Có nên căn nhà của mình rất là thoáng luôn nha anh chị. Phía sau thì gia chủ có trồng một số chuối anh chị, và xoài, su đủ và một hai cây ớt anh chị. Ở xung quanh thì đều có trụ nè, gạo B40 hết luôn. Ranh giới thì rất là rõ ràng. Cô chú mình ở xa có mua thì rất là yên tâm luôn nha. Tổng diện tích thổ đất căn nhà của mình là 181 m². Nhà vào đất thì có 100 m là đất thổ cư nha anh chị. Ở gia chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cần bán anh chị với giá là 720 triệu. Giá này thì còn thương lượng nha anh chị, và gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn. Để em di chuyển một lần nữa để anh chị mình tham quan nha. Ở khu vực này là không gian nhà bếp của mình nha anh chị. Bên đây thì mình có nhà vệ sinh. Nhà thì gia chủ đều tô hết rồi anh chị, nền thì đổ bê tông. Cho gia đình thì cũng rất là khó khăn nên gia đình cũng quyết định là bán căn nhà nha anh chị với giá rẻ luôn anh chị, 720 triệu. Phía trước là đường bê tông 3 m. Mình di chuyển là đường xe ô tô cho anh chị, 4 chỗ nè, 7 chỗ, rất là thoải mái luôn á. Mình cách quốc lộ 1A là 800 m. Bên em thì giờ cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng lên thổ cư xây nhà phường. Nếu anh chị cô chú mình có nhu cầu
bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị, cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Đây là tổng quan thổ đất căn nhà phường. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị, cô chú ở những phần video tiếp theo nha.